A Di Đà Phật, xin kính chào quý vị. Mọi người được khỏe không? Khỏe. Cầu mong mọi ngày đều được khỏe. Trời lành lạnh đây. Trời lành lạnh đây, quý vị thấy sao? Nhưng những người lớn tuổi á, mọi chứng, mọi lưng, mọi đau nhất trong này nọ đó, phải không? Ở bên đây còn thì thời tiết khí hậu còn dễ chịu đó, ở những nơi khác chịu không nổi, ở những nơi khác nó lành không thể tưởng tượng nổi. Ở trong thiền môn có những cái giáo dục mà đôi khi thấy nó rất là thú vị. Ở trong này quý vị có ai đọc cái bộ gọi là Góp Nhặt Cát Đá chưa? Chưa. Nên đi tìm để đọc. Góp Nhặt Cát Đá hay vô cùng. Những câu chuyện tuyệt vời vô cùng. Và hôm nay Thầy sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn, rất ngắn. Ở trong đó kể về câu chuyện mùa đông, về giáo dục của một vị thầy đối với học trò. Câu chuyện kể như thế này. Vì thầy đó có một người học trò. Tất nhiên là có nhiều học trò, có nhiều đệ tử ở trong chùa tu. Nhưng mà cái vị này á, là ham chơi. Câu chuyện nó kể ở bên Nhật á, vị này ham chơi. Và cái người mà viết ra cái bộ mà gọi là Góp Nhặt Cát Đá này lại là một vị người tu sĩ người Nhật. Cho nên vì vậy mà kể về câu chuyện ở tại Nhật, thì ở ngay tại kinh đô Kyoto nó có những cái con phố, ngày xưa có những con phố, và nơi đó là cái nơi mà ăn chơi vân vân này nọ, rất là đô hội, phồn hoa đô hội. Thì cái vị mà đệ tử của vị thầy này ấy, là ham chơi lắm, cho nên là quý vị biết không, cứ hay trộn thầy để đi chơi. Chùa nó có những cái tường, bức tường cao như thế này đây. Thế đó mà vì đó hay leo tường để đi. Leo tường đi chơi. Và rồi thì khi đi chơi về á, thì bắt đầu là suốt cả đêm đi chơi về khuya nữa đó. Cho nên nhiều khi ngủ khuya sáng mai dậy trễ nữa. Cho nên là không công phu, không tùng kính bài sám đó. Rồi dậy trễ. Câu chuyện nó cứ xảy ra như vậy. Vì thầy biết và cũng đã có nhiều lần kêu lên, không phải đánh đập, nhưng mà bằng cách giáo dục là khuyên nhủ này nọ. Nhưng mà vì này thì chứng đâu tật đó cả. Quý vị biết không? Quý vị, vì thầy này không biết cái cách gì. Và cuối cùng là lấy một cái cách để mà gọi là dạy học trò. Mà cái cách đó nó hữu hiệu đến nỗi sau bữa đó trở đi, từ đó trở đi, cái vị đó không bao giờ mà dám bỏ đi nữa. Có nghĩa là không dùng cái cách mà đòn roi, không dùng cái cách mặn chửi, không dùng những cái cách mà mang tính cách bạo lực hoặc như thế nào đó, mà dùng một cái cách người ta gọi là thân giáo. Trong Phật giáo có cái những cái hình thức khẩu giáo rồi thân giáo, là dạy bằng miệng. Thì dù khẩu giáo là dạy bằng miệng, là có gì thì mình nói, con nên lắng nghe, con nên học giỏi nghe, con nên thế này, thì cái đó được gọi là khẩu giáo, dạy bằng miệng. Và thân giáo là dạy bằng cái thân này, dùng cái hình thức, dùng cái thân này để mà dạy, để mà chỉ dẫn, để mà dạy dỗ. Thì vì thầy làm cách này, có một hôm nọ biết cái người học trò là đi chơi, và đêm hôm đó tuyệt rơi rất nhiều, tuyệt rơi lạnh lắm. Thế đó mà do vì ham chơi, cho nên không thể nào mà không đi được. Cho nên người học trò đã gọi như là leo tường để đi. Thì quý vị biết là khi leo tường á, là anh ta có đặt lên cái tường đó mấy cái bậc cấp. Để mà leo lên chứ không thôi cao quá làm sao leo được, phải không ạ? Và vì thầy đã phát hiện là cái bậc cấp đó là nơi
và anh ta leo qua để mà đi. Thì khi biết như vậy và biết được là đến giờ khuya anh ta mới về. Mà quý vị biết là giờ khuya là cái giờ gì? Lúc đó vào mùa đông cho nên giờ khuya tuyết nó rơi đầy luôn, trắng xóa luôn. Nước tuyết rơi lên cao nữa. Hôm đó vào khoảng trước khi mà người học trò trở về thì vị thầy ra đứng ngay đến bức tường đó, dẹp hết tất cả mấy cái bậc cấp đó, mấy cái cục đá sỏi viên gạch này nọ, dẹp hết, đứng ngay tại đó. Lúc bấy giờ là tuyết nó rơi phủ đầy người vị thầy. Và cái người học trò coi như đi chơi về đã đời mệt rồi, xong một cái là đi về, bước về thì quý vị biết khi leo tường bước xuống thì hai cái chân bỏ ra trước, đúng không? Hai chân bỏ xuống trước thì trúng hai vai của vị thầy. Nhưng mà về thì sờ rúng, phải không ạ? Sờ rúng cho nên đâu có để ý mình bước xuống có ai đâu, mặc dầu cũng có cảm giác sao nó mềm mềm. Phải không ạ? Sao nó mềm mềm mà không biết là cái chuyện gì xảy ra. Thôi thì cười mệt kề nó, miệng sao mà treo xuống để đi vào mà ngủ êm thầm mà không ai phát hiện, không ai la, không ai nói được chi, là thôi rửa là khỏe cái đã, phải không ạ? Rồi đi vào, rồi là xong xuôi đi vào. Và đêm hôm đó ngủ ngon lành. Sáng mai lại, vì thầy kêu ra, nhưng mà lúc đó thì vì thầy đã cảm nặng rồi. Thì người học trò mới bưng nước vào để hầu thầy, là cái người học trò, cái anh chàng mà treo đó, bưng nước vào hầu thầy thì thấy vị thầy là sụt sùi, xịt mũi đó, cảm, gióp đứng cả đêm hồi hôm. Cho nên vì vậy mà vị thầy nói, người học trò nói, bạch sư phụ vì sao mà bị cảm vậy? Nói đêm hôm qua ta đã đứng suốt đêm ở ngoài trời chờ con. Người học trò nói, thầy đừng ở đâu mà con không biết. Ồ đúng rồi, con đi về con làm sao con biết được. Nhưng chính con đã đạp lên trên hai vai của ta mà bước xuống. Trời ơi, anh ta tỏa hỏa, coi mất hồn mất vía. Thôi, và cúi đầu lại sám hối thầy. Dạ thưa thầy, con xin sám hối, con đã phạm tội rồi, với lại con đạp lên người thầy nữa. Thôi, con hứa với thầy từ nay trở đi con không dám đi chơi nữa. Và quả thật, với một hình thức như vậy thôi, không nói một lời, không có mắng chửi, không chi cả, không đòn roi chi cả. Vậy đó mà cuối cùng người học trò, quý vị biết, đã không đi chơi và sau này trở thành một bậc cao tăng. Đó là cái câu chuyện mà nói chuyện là giáo dục ở trong nhà chùa, có những cái mà nó thú vị như vậy. Và trong cái câu chuyện gọi là cái bộ mà góp nhặt cạc đá có nói đến. Vâng, thì kính thưa quý vị, đó là câu chuyện nó liên quan đến cái chuyện gọi là giáo dục ở trong thiền môn cho vui vậy thôi. Hôm nay chúng ta sẽ xin tiếp tục đến về phần Phật giáo Campuchia. Vừa rồi thầy có gửi một cái bài tiếp của phần này, quý vị có nhận phải không ạ? Dạ vâng. Vừa rồi chị gì đó có hỏi thầy về cái Phật giáo Miến Điện, quý vị đã có rồi phải không? Dạ. Tiếp theo, cái phần hôm trước chúng ta học đó là liên quan đến cái trường hợp của cái phái giáo phái gọi là Thammayut, phải không ạ? Giáo phái Thammayut. Thammayut, xin nhắc lại, cái từ này gọi là Dhammayuttika, có nghĩa là cái giáo phái mà tu tập hợp với Pháp, có nghĩa là đúng với chánh Pháp.
Còn cái bên kia gọi là Mahanikaya hoặc là Mohanikay, tức như là cái giáo phái mà đại chúng, giáo phái tích lũy rất là nhiều cái trường hợp ô hợp với nhau. Cho nên giáo phái mà Mahanikaya, thưa quý vị, mình hiểu rất rõ rằng là cái giáo phái ô hợp, vì vậy rất là nhiều các vị tu sĩ ở trong đó. Còn cái giáo phái mà Thammayut này á, là một giáo phái tu rất là nghiêm cẩn, rất là nghiêm khắc, đúng với pháp, đúng với luật. Đó là lý do vì sao mà rất ít người, nhưng lại được hoàng gia rất là kính trọng. À. Và vì vậy mà cái vị mà sáng lập ra cái giáo phái gọi là Thammayut này á, thì như lần trước thầy có thưa với quý vị đó, là một vị vua tên là Mongkut. Đó. Vị này khi kia cũng đã từng làm vị tu sĩ, sau này thì mới lên làm vua. Và chính vị này do vị thao thức với Phật pháp, cho nên ông đã sáng lập ra một cái giáo phái tên gọi là Thammayut. Có nghĩa là ông thấy rằng á, là mọi người đi tu tập mà nó xa về pháp gì quá, không đúng chánh pháp nhiều quá, đại khái là vậy, chứ không có gì cả. Đại khái là vậy. Cho nên vì vậy mà dần dần người ta họ muốn có cái tâm là muốn quay trở lại với giáo pháp. Cho nên trong quá trình mà quý vị học và trong quá trình mà thầy soạn những cái bài viết liên quan đến những cái lịch sử Phật giáo của các nước, một điều chung nhất mà thầy thấy từ các vị vua cho đến các vị tu sĩ, cái trăn trở và cái cách mà lớn nhất của các vị đó là làm sao, làm sao để cho cải độ giáo đoàn, để cho họ đi đúng với giáo pháp. Cái đó là cái quan trọng. Đó, vì vậy cho nên là quý vị thấy rằng là bất cứ những Phật giáo của đất nước nào vậy, thì cũng có những vị họ như thế này, họ như thế kia, nhưng trong đó ít nhất cũng có những vị họ có một cái đạo tâm rất lớn. Mà một khi họ đã có đạo tâm rất lớn thì họ phải nghĩ đến cái tiền đồ, họ phải nghĩ đến tương lai của đạo pháp. Mà khi nghĩ đến tiền đồ, tương lai của đạo pháp, thì họ điều quan trọng là làm sao để cho giáo pháp nó phải được là tôn trọng, để mà đi đúng chánh pháp. Cho nên như tại Miến Điện vậy, vua Dhammajadi là ai? Dhammajadi là vị tu sĩ, khi kia làm vị tu sĩ, rồi sau cuối cùng làm vua. Khi ông lên làm vua là ông tuyên bố là cải cách giáo đoàn liền, quý vị thấy đó. Thì những cái cuộc cải cách giáo đoàn do các vị vua của các nước, chứ không phải là của riêng của Campuchia thôi, cũng đã từng thực hiện điều đó. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy rằng là ngay tại trong giáo đoàn của Campuchia thì có một cái giáo phái người ta gọi là Thammayut hay là Dhammayuttika Nikaya. Thì giáo phái này cũng vậy, do một vị vua, mà ông vua này là tên là Mongkut. Ông này là cái người có một cái tâm rất lớn để mà cải tổ giáo đoàn. Và các tỳ kheo phải Thammayut chỉ được ăn một ngày một bữa, không phải là hai. Và thức ăn phải được đón nhận trong khi đi khất thực theo truyền thống, quý vị thấy đó. Đi khất thực theo truyền thống. Thật sự ra quý vị biết rằng là, ví dụ ngày xưa thầy đã từng ở tại Thái Lan, rồi Miến Điện, rồi Tích Lan, thầy đến đó để mà nghiên cứu về Phật giáo của những đất nước Phật giáo nguyên thủy này này. Thì thầy thấy mà cái truyền thống mà đi khất thực, ví dụ như Campuchia vẫn còn này, ví dụ như là Miến Điện vẫn còn này, hay là Thái Lan vẫn còn, Lào vẫn còn, nhưng mà quý vị biết Tích Lan hầu như không còn. Đó. Ở 3 tháng trường ở tại Tích Lan, thầy không thấy có, thật sự là không thấy có cái trường hợp mà đi khất thực. Mà có thể là từ từ rồi mọi cái nó trở thành thay đổi phương tiện hóa sáng biệt, chứ tăng chữa nhà. Và đương nhiên rằng là các Phật tử họ đến, họ sợt bạc, họ dân cũng ngay tại chùa luôn để cho chư tăng dùng. Thì chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam cũng vậy, ở Việt Nam đối với Phật giáo nguyên thủy cũng vậy,
là vẫn có trường hợp là chư tăng đi khất thực, hoặc là ở dưới miền Tây quý vị thấy rằng là chư tăng đi khất thực cũng rất là nhiều. Ở Huế cũng có Phật giáo Nguyễn Thủy và thầy cũng đã từng chứng kiến là chư tăng đi khất thực. Đó là thầy nói trường hợp Việt Nam thôi, chứ chưa nói rằng là những ở đất nước khác. Cho nên ở nơi đây người ta nói như thế này, cái giáo phái Thăm Ma Dút là một cái giáo phái mà sống đúng với chánh pháp, sống đúng với truyền thống từ ngày xưa, từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến hôm nay. Vì vậy cho nên họ quy định là phải ăn một ngày một bữa mà họ đóng ngoặc mở ngoặc là không phải là hai. Đó. Có nghĩa họ khẳng định là một ngày một bữa thôi. Thứ hai là thức ăn phải được đón nhận trong khi đi khất thực theo truyền thống. Quý vị thấy đó. Nếu như thế thì vấn đề như thế này, chúng ta phải hiểu là thức ăn người ta họ đem đến họ dân cũng ngay tại chùa, nó khác với cái trường hợp là mình đi khất thực từng nhà, đúng không? Phải không ạ? Nó hoàn toàn khác. Thầy đã từng tham gia cái gọi là một khoảng thời gian ít nhất là một tháng trường ở tại Thái Lan để mà đi khất thực. Bởi vì là thầy qua đó thầy nghiên cứu về Phật giáo Nguyên Thủy này này. Cho nên thầy đã từng tham gia cùng với chư tăng ở trong rừng để đi khất thực trong các làng xóm. Thì khi mà mình đi khất thực như vậy, ít nhất cái kinh nghiệm mà đi khất thực thật sự ra với Phật giáo Đại Thừa truyền đi khất thực, đối với Phật giáo Đại Thừa Việt Nam truyền đi khất thực không có. Nhưng quý vị nhớ, Phật giáo của Nhật có đi khất thực, Phật giáo của Hàn Quốc có đi khất thực, Phật giáo Đại Thừa có đi khất thực. Cho nên một khi mà mình đã tham gia trong cái giáo đoàn mà các vị mà đi khất thực đó, mình có những kinh nghiệm, còn kinh nghiệm thật sự. Tí dụ như là khi mà không biết quý vị đã từng chứng kiến chứ, khi mà Cầm Minh Bạc đến như thế này á, mà đi khất thực á, thứ nhất là Cầm Minh Bạc đi đến nơi á, là cái vị mà họ chuẩn bị để họ dâng đồ đưa lên á, thì cái vị tỳ kheo đó, cái vị tu sĩ đó bắt đầu cái tay này dỡ cái bạc ra, dỡ cái nắp bạc ra, dỡ nắp bạc ra để chi? Để mà cho người ta họ bỏ vào, sợ bỏ vào dân cúng. Những cái quan trọng ở chỗ này là từ cái khi mà bước đến ngay nơi cái chỗ, tất nhiên đi dỡ đường thì các vị đều tùng kính, đều là coi như là thầm niệm chủ hoặc như thế nào đó không nói. Nhưng mà đặc biệt là khi mà đến nơi đó, bắt đầu đứng tại nơi, thì dù thấy một dãy những người mà Phật tử họ bắt đầu họ ngồi cả một dãy như vậy để dân cúng, thì quý vị đi chậm chạp từng bước, nhưng mà từng bước chân và từng hơi thở đều có tụng kinh cả. Tỷ dụ như tụng kinh bài kinh Phước Đức hoặc là tụng kinh bài kinh Bảo của Bảo vân vân. Đó, tụng để chi? Tụng để hồi hướng, để cầu nguyện, để mà khỏi là tán tâm tạp niệm. Còn á, chữ tăng của Tào Đồng Tông của Nhật á, thì khi mà quý vị mà đi khất thực như vậy thì cũng hình thức cũng gần giống như Phật giáo Nguyễn Thủy, nhưng mà chỉ có khác là khi mà quý vị đến á, thì quý vị thấy rằng là thầy thấy rằng là họ cầm, khi họ đi là họ cầm cái tích trường, có cái tích trường. Trên tích trường này có mấy cái vong, quý vị thấy nó ngay địa tàng hai cầm đó, cái tích trường về trên có mấy cái vong đó. Đó. Thì á, tới nơi á, là họ chống cái tích trường xuống, thì trên mấy vong nó kéo len keng, như là cái gì? Như là cái chuông thông báo, thưa quý vị, tôi đến đây rồi, hiểu không ạ? Đó. Thì cái thông báo đó quý vị biết rằng là thông báo vừa cho người khuất mặt mà cũng vừa cho người có mặt, người sống đó. Cho nên lúc đó thì người ta họ ra họ sợ bạc. Thì khi mà sợ bạc á, thì những vị đó bắt đầu tùng cái bài gọi là bài chủ, bài kinh Bạc Nhã. Đó. Thì nó khác cái hình thức của bên Phật giáo Nguyễn Thủy một chút. Nhưng ít nhất chúng ta cũng biết được rằng là khi mà thọ nhận những vật phẩm như vậy, các vị đều thành tâm để mà tri tùng cái câu thân chủ. Hoặc là những cái bài kinh đại khái là vậy. Cho nên là cái quá trình mà đi từ
đi từ chùa bắt đầu chuẩn bị mà đi ra tới nhà người ta là cả một cái đoạn đường dài hoặc ngắn, thì quý vị đều làm một cái quá trình công phu hành trì, chứ không phải bình thường. Còn tỷ dụ như nếu như quý vị thấy rằng là người ta họ đem những cái đồ thức ăn đến họ dân cũng ngay tại chùa, thì chư tăng không cần phải đi, nó cũng khác đi một cái giai đoạn, phải không ạ? Đó. Cho nên ở nơi đấy người ta khẳng định như thế này, đặc biệt đối với cái giáo phái mà gọi là Thomajut này, chúng ta để ý. Có thể chúng ta học điều này, chúng ta phải để ý như thế này, là khi chúng ta sang Campuchia hoặc là chúng ta đến Thái Lan á, chúng ta sẽ thấy là sẽ có cái giáo đoàn, họ không đi khất thực, họ ở chùa thôi, và Phật tử đem đồ đến dân cúng, thì có thể giáo đoàn đó thuộc về Mahanikaya, đúng không? Mahanikaya. Còn đặc biệt cái giáo đoàn của Thomajut, của Dhammajutika này á, là dứt khoát phải đi khất thực, quý vị để ý giúp cho điều này. Cái đó là cái chúng ta học để ý. Sau này quý vị có dịp đi đến mấy nước, ngay cả tỷ dụ Miến Điện cũng vậy, Miến Điện cũng có giáo phái này. Cho nên đối với là giáo phái này á, thì người ta tuyên bố rằng là chỉ được ăn một ngày một bữa, và thức ăn phải được đón nhận trong khi đi khất thực theo truyền thống. Vì vua Rama đời thứ ba than phiền về việc ông dính liễu đến dân tộc thiểu số người Mon, người ta đã xây cho ông một ngôi tu viện ngay bìa thành phố Bangkok. Năm 1836, hoàng thân Mong Cút được cử làm trụ trì đầu tiên ngôi chùa Wat Bowaniwet Vihara, và nơi đây đã trở thành trung tâm hành chính cho phải Thammajut cho đến ngày nay, quý vị thấy đó. Đó thì đương nhiên là ông vua này là sau khi mà đi tu rồi thì đương nhiên là trở thành một cái người sáng lập ra giáo phái, và rồi ông làm trụ trì ngôi chùa này, cho nên cuối cùng chính ngôi chùa này đã trở thành tổng hành dinh, trở thành trung tâm của giáo phái này. Ngay sau đó ông đã ra lệnh cho các tỳ kheo khác vốn thân thiết với ông được thọ giới lại theo dòng truyền thừa của người Mon. Quý vị để giúp cho điều này. Đó là gì? Đó là trước kia ông đã từng thọ giới, và những cái người thân thích của ông đã từng thọ giới. Nhưng mà ông thấy như thế này, là ông thấy những người đó họ thọ giới không đúng pháp, không đúng pháp, không đúng luật. Mà do vì thọ giới không đúng pháp, không đúng luật, bây giờ đây ông sáng lập ra cái giáo phái này, cho nên ông muốn mọi người, và ngay cả bản thân ông vậy, là phải đi đúng pháp đúng luật, cho nên phải thọ giới lại. Đó cũng là một cái truyền thống mà quý vị biết, đây là những cái trăn trở mà chúng ta sẽ thấy thỉnh thoảng ở trong Phật giáo Miến Điện cũng vậy. Phật giáo Miến Điện cũng vậy. Phật giáo Miến Điện cũng đã từng có những cái trường hợp mà quý vị biết rằng là các vị đã phải ra sáng tầng bỉnh tích lạc để mà thọ giới lại, rồi lấy cái truyền thống đó truyền qua lại cho bên chỗ bên Miến Điện đó. Cho nên đây là cả một cái trắc trở để làm sao mà ổn định hóa giáo đoàn. Mà muốn để giáo đoàn tồn tại, quý vị nhớ giúp cho một cái điểm cốt lõi và quan trọng nhất, muốn ổn định giáo đoàn, muốn làm cho giáo đoàn để mà có thể là có một cái nội lực mạnh và phát triển, thì cái gì? Cái đó là tinh hoa của giới pháp đó. Cái đó vô cùng quan trọng. Mà muốn được như vậy, hành trì cho đúng thì phải thọ giới cho đúng đó. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy rằng là biết bao nhiêu đời vua, biết bao nhiêu các vị tu thì đều trăn trở chuyện đó. Thì ngay cả nơi đây cũng vậy, ông vua Mong Cút này vậy, ông Mong Cút này ông cũng trăn trở trong chuyện đó. Chính vì vậy cho nên ông đã khuyên nhủ và ra lệnh cho các tỳ kheo thân thích với ông là thọ giới lại theo dòng truyền thừa người Mon. Trong số đó có con ông là Vajjana Varorasa và Somdetra Wanarathap, một học giả tiếng Pali. Theo nhà nhân loại học Jim Taylor, tiểu sử của Vajjana Varorasa
cho chúng ta biết vị này có những điểm khác biệt với các tỳ kheo thường tục ở chùa Wat Bogoniwet. Năm 1892, Varijana Varorasa đã tiến hành cách tức tăng già. Trong khi phái Dhammayuttika Nikaya bắt đầu phong trào cách tân Phật giáo ở Thái Lan, sau này dẫn đến phát triển truyền thống tu tập trong rừng của Thái Lan, giáo đoàn đã đóng vai trò quan trọng tại đất nước này. Từ nguồn gốc của nó về mặt lịch sử giáo phái, Dhammayuttika Nikaya đã có chọn lựa chính quyền Thái Lan và chế độ quân chủ. Khởi đầu bởi Hoàng Thân Thái, giáo đoàn đã có mối quan hệ mật thiết với quốc gia và đóng vai trò chủ đạo trong việc ủng hộ Hoàng Cung. Quý vị đã từng sang Thái Lan chưa? Quý vị đã đến vào trong Hoàng Cung chưa? Thầy đến Thái Lan và rất may là gặp một đám tang của một vị cao tăng. Mà vị cao tăng đó, bây giờ mình mới biết đó là vị đó thuộc về giáo phái Hoàng Cung. Và giáo phái Hoàng gia, mà quý vị biết là giáo phái Hoàng gia là giáo phái nào? Giáo phái bây giờ chúng ta học, chúng ta biết rồi, là giáo phái của Dhammayuttika. Đó. Cho nên quý vị biết rằng là những vị này á, họ có quyền uy kinh khủng lắm. Họ có quyền uy dễ sợ lắm. Và luôn luôn được sự ủng hộ của hoàng gia. Vì sao? Bởi vì người sáng lập ra của giáo phái này là một vị vua, phải không ạ? Ông Mông Cút mà. Đó. Cho nên khi mà thầy sáng bên Thái Lan, thầy thấy rằng là quý vị biết cái giáo phái này ở Thái Lan rất mạnh. Mạnh kinh khủng lắm. Tất nhiên, kính thưa quý vị, ở Campuchia thì không mạnh. Campuchia thì không mạnh. Lý do là bởi vì hoàng gia Campuchia không mạnh. Không mạnh bằng hoàng gia của Thái Lan. Hoàng gia của Thái Lan là cả một hệ thống. Quý vị biết rằng là các vị vua, mà tỷ dụ bây giờ có giáo phái như vậy, thì cũng không lý rằng là những vị hoàng gia, tất nhiên là tỷ dụ như hoàng thân Nô Đôm Siên Úc, lại đi theo phái của mà, lại đi tu theo phái của mà Mahanikay, phải không? Đó. Cho nên ông phải đi qua bên chỗ Dhammayuttika chứ, phải không ạ? Đó, cho nên lại có giáo phái để cũng vậy, các hoàng thân quốc thích, những vị vua, ông hoàng của bên Thái Lan á, mà một khi đi tu thì họ cũng phải tu theo bên phải của Dhammayuttika, tức là Dhammayuttika. Đó, vì vậy, cho nên quý vị thấy là những ngôi chùa hoàng cung của Thái Lan là rực rỡ, lộng lẫy. Cái đám tang mà thầy đến dự là thầy không tưởng tượng được. Quý vị biết lớn dễ sợ. Cách đây năm 1980 mấy. Cái lúc đó là cái lúc mà Thái Lan vừa mới coi như là làm cái đường cao tốc. Cả một thành phố Bangkok họ phá nát hết luôn. Họ phá nát để làm cái đường cao tốc. Đi vào thành phố là mình cứ tưởng giống như là đi vào một cái nơi nào đó mà họ đang hoang tàn đổ nát, họ phá ra hết. Mà bây giờ là cả một thành phố rất hiện đại, quý vị thấy đó. Thì thời xưa khi thầy đến đó là họ đang làm cái con đường cao tốc đó. Thế đó mà khi quý vị đến Hoàng Cung, quý vị sẽ thấy hoàn toàn khác. Thì đó, từ đó mình mới thấy được rằng là những giáo phái như thế này nó liên hệ rất mật thiết với là cái hệ thống của hoàng gia, như trường hợp của giáo phái Dhammayuttika. Dạ, dạ, vâng, dạ, cảm ơn chị. Trường hợp của giáo phái Tích Lan thật sự ra thì cũng có thể có liên hệ với cái này. Nhưng mà cái giáo phái mà Dhammayuttika này, Dhammayuttika này là vốn được sáng lập tại Thái Lan, chứ không phải là được sáng lập từ Tích Lan.
Thì đó thì cũng có thể là cái giáo phái này nó ảnh hưởng, bởi vì những cái đất nước của Phật giáo mà nguyên thủy ấy, đều có mối liên hệ lẫn nhau à. Và chắc chắn rằng thế nào hằng vẫn có những cái trao đổi qua lại. Và đó là lý do vì sao mà giáo phái Hoàng gia có thể là giáo phái này nó được truyền sang bên Tích Lan. Thầy nghĩ là vậy, bởi vì là cái giáo phái này gốc là ở tại Thái Lan, mà sau này nếu có mặt ở Tích Lan thì dứt khoát cái giáo phái này được truyền sang rồi. Yeah. Khởi đầu bởi Hoàng thân Thái Lan, giáo đoàn đã có mối quan hệ mật thiết với quốc gia và đóng vai trò chủ đạo trong việc ủng hộ hoàng cung. Quý vị thấy đó, giáo phái này họ ủng hộ hoàng cung rất lớn, và đặc biệt nhất là cái giáo phái này đối với Thái Lan họ trở thành độc quyền. Sự thiên vị đối với giáo phái Thammayut thật quá rõ ràng trong việc ban tước hiệu cho các tỳ kheo trưởng lão. Đây, đây là chúng ta nói, chúng ta chỉ nói chuyện trường hợp của Thái Lan thôi thưa quý vị. Chúng ta không nói chuyện trường hợp của Campuchia. Nhưng mà đối với Thái Lan, do vì là quá thân cận với hoàng cung, rồi với hoàng gia. Vì vậy cho nên khi mà ban tước hiệu cho các tỳ kheo trưởng lão, thì người ta lại thiên về những cái vị của giáo phái hoàng gia. Tất nhiên là thiên về những vị thuộc về giáo phái Thammayut. Đó là lý do vì sao mà cho đến ngay bây giờ họ có những cuộc đấu tranh, có những cuộc gọi là thánh toán trong giáo đoàn á, quý vị biết. Để mà gì? Để cho các vị này được phóng tước hiệu, để cho có những cái vị mà gọi là nổi tiếng lãnh đạo cái giáo hội, để cho những cái giáo phái này họ có quyền uy hơn. Đó, vậy đó. Cho nên ở nơi đấy chúng ta thấy rằng là người ta đưa ra những cái tỷ lệ rất rõ ràng. Trong khi chiếm chỉ có 6% số lượng tỳ kheo ở Thái Lan, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái phái mà Thammayut chỉ có chiếm 6% số lượng tỳ kheo ở Thái Lan mà thôi. Thế đó mà trên một nửa tước hiệu và đặc ấn lại được ban cho các tỳ kheo của phái Thammayut. Vì thế đó. Và 9 trong số 13 vị tăng vương của Thái Lan, tất nhiên là hiện tại cái Thái Lan có được 13 vị tăng vương. Đó. Tất nhiên là ba vị này Sangha Raja. Sangha là tăng, Raja là vương. 13 vị tăng vương thì quý vị thấy là 9 vị đã thuộc về Thammayut rồi. Tất nhiên là người ta rất là thiên vị cái giáo phái này. Và quyền ưu tiên của chính quyền và hoàng cung Thái đối với phái Thammayut thậm chí dẫn đến việc bức hại một số tỳ kheo cao tăng của phái Mahanikaya. Quý vị thấy đó, đây là trường hợp thầy muốn nói của Thái Lan, không phải của Campuchia. Do vì là có những cái thiên vị, rồi thậm chí họ có những quyền lực, cho nên là bức hại, tất nhiên là thậm chí họ đưa đến những cái trường hợp mà có thể là chết người. Đó. Vì họ được xem như là mối đe dọa cho phải Dhammayuttika, cũng giống như chính phủ Thái. Quý vị thấy là ngay trong giáo đoàn, rồi ngay cả vị tu sĩ, mà không biết sao mà cuối cùng là trở thành giống như mối đe dọa, cho nên họ phải tìm cách để mà loại bỏ ra, dễ sợ vậy đó. Nổi bật nhất là trường hợp của ngài Fra Phimontham, một vị tỳ kheo trưởng lão của phái Mahanikaya, nổi tiếng về quan điểm và sự phản đối của ông với phái Dhammayuttika. Lúc đó ông sắp trở thành tăng vương của Thái Lan. Đó, đây là một cái trường hợp mà rất nổi tiếng ở trong cái chính giới và giới tôn giáo của Thái Lan, là trường hợp của ngài gọi là Fra Phimontham. Ngài này là người vị trưởng lão của phái Mahanikaya. Đó. Thì lúc đó ngài sắp trở thành tăng vương của Thái Lan. Năm 1962,
Phra Phimonthap đã bị ủy ban hành chính quân sự của Thái Lan đương thời bắt tổng giam, lột y và nói xấu rùng rãi trên truyền thông Thái về nhiều tội phạm. Nhưng sau này người ta lại cho đó là vu khống. Quý vị thấy đó. Cũng do vì cái gì? Do vì thấy rằng là người ta họ cho rằng là ngài này có thể là gây hại cho cái phái Dhammayuttika và gây hại cho chính phủ Thái Lan. Vì vậy cho nên ủy ban hành chính quân sự của Thái Lan họ đã bắt ngài tổng giam, rồi thậm chí là tước y ngài luôn. Còn nghe không cho ngài tu nữa. Dứt rồi đến nỗi có những cái tình trạng xảy ra như vậy. Và gần đây hơn, những nhà phân tích tin tức đã miêu tả hành động của ủy ban hành chính quân sự 2014 chống đối các chùa Wat Phra Dhammakaya và Wat Pak Nam Bhaskaracharyong cũng vì liên quan đến vấn đề chính trị của hai phái này. Và trong thời gian 2013 đến 2017, vị tỳ kheo đang chờ làm tăng vương là ngài Somdet Choang Varapunyo của chùa Wat Pak Nam Bhaskaracharyong thuộc phái Mahanikaya. Tuy nhiên, việc kiện tùng dính liễu đến Somdet Choang Varapunyo và chùa Wat Phra Dhammakaya buộc phải trì hoãn việc tấn phong và cuối cùng rút lui. Người khác của phái Dhammayuttika được chỉ định thay thế. Quý vị thấy đó. Tất nhiên là một cái sự việc, một vấn đề mà người ta muốn nhấn mạnh ở nơi đây, đó là phái Dhammayuttika có một cái quyền lực rất mạnh. Và rồi thì hoàng gia cũng giống như chính phủ ủng hộ cho phái Dhammayuttika. Chính vì lý do đó cho nên cái việc phóng mà tăng vương, ngay thậm chí những vị ở bên phái Mahanikaya đôi khi lại được bầu lên, nhưng mà rồi đến khi mà cự chức, nhậm chức thì người ta không đồng ý. Hay thậm chí người ta tìm cách họ vu khống cho điều này, vu khống cho điều kia rồi bị bắt giam. Vì thế đó. Đây là những trường hợp mà chúng ta thấy là xảy ra trong nội bộ của tăng đoàn, tất nhiên của phái này với phái kia thôi đó. Thật ra vụ kiện tùng chống chùa Wat Phra Dhammakaya và ngài Somdet Choang được ủy ban hành chính quân sự sử dụng như là lý do để rút lui việc tận phong của vị thế. Đây là một điều mà sử sách và các bài báo đã viết rất rõ. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2017, trong cuộc nói chuyện trên đài truyền hình quốc gia, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã xác định việc tấn phong ngài Somdet Phra Mahamunivong là vị tăng vương đời thứ 20 của Thái Lan. Vị này là trụ trì của chùa Wat Ratchaburit và cũng là nhân vật lãnh đạo của phái Dhammayuttika Nikaya. Đó, quý vị thấy là sau khi cái vị kia mà có như là người ta họ tìm cách họ lòi ra thì lại cự cái ngài này thuộc phái Dhammayuttika Nikaya. Trong những cuộc điều tra chùa chiền Thái Lan năm 2017-2018, nhà nhân loài học Jim Taylor đã miêu tả rằng người ta tiến hành bắt giữ cái gọi là chế độ cai trị cung điện. Quý vị thấy là người ta họ dùng cái từ dễ sợ. Chế độ cai trị cung điện là cái gì quý vị biết không? Là giáo phái Dhammayuttika đó. Quý vị hiểu từ này không? Đó. Có nghĩa là gì? Mình tạm gọi dùng từ tất nhiên là các vị Phật giáo, giáo phái Phật giáo nó hưng thịnh phát triển tột độ đến nỗi trở thành một cái chế độ cai trị. Hiểu không? Đó, người ta dùng từ như vậy. Cho nên và người ta tiến hành bắt giữ cái gọi là chế độ cai trị cung điện đang tìm cách cung cổ quyền lực hoàng gia truyền thống bằng cách loại trừ đi nhiều tỳ kheo cấp cao của phái Mahanikaya cũng như thành viên của hội đồng tăng già tối cao. Việc này được thực hiện gắt gao để bảo đảm rằng vị tăng vương kế tiếp phải là từ phái Dhammayuttika Nikaya. Đó, quý vị thấy đó. Thì thử hỏi với những cái gọi là những cái bằng chứng hay là với những cái sự kiện mà chúng ta, với những cái thông tin chúng ta mới học, chúng ta thấy ý chứ chúng ta cũng hiểu được một điều là gì? Phải Dhammayuttika và phải Mahanikaya
Thầy nghĩ rằng không thể nào tồn tại ngồi chung được. Phải không? Luôn luôn đấu tranh, luôn luôn chống chọi lẫn nhau. Và thậm chí là tìm cách trừ khử lẫn nhau. Đó quý vị thấy đó. Đó, tránh. Ở ngoài thế gian thì người ta làm chi? Người ta tránh quyền, tránh chức, tránh vị, đúng không? Ở trong đây cũng tránh cái chức tăng vương đó. Đó, quý vị thấy đó. Thật vậy, vào tháng 7 năm 2018, mới gần đấy thôi đó, Ủy ban Hành chính quân sự đã đưa ra một đạo luật do vua Thái có khả năng chọn lựa các thành viên của Hội đồng Tăng già tối cao thay vì chư tăng chọn. Sự mục nát trong nội bộ tăng già từ những cuộc điều tra như thế này được xem như là lý do để thay đổi. Đó, quý vị thấy rằng là bây giờ đấy là Hội đồng Tăng già nó không còn quyền nữa. Đây là thầy nói Thái Lan đó. Mà gì? Mà Ủy ban Hành chính quân sự họ đã nắm quyền hết. Đó, đó là trường hợp mà vừa rồi thầy giới thiệu sơ qua cho quý vị nghe về cái giáo phái Dhammayuttika ở đâu? Ở tại Thái Lan. Bây giờ đây chúng ta xem coi thử là cái giáo phái này ở tại Campuchia nó như thế nào. Năm 1855, Hoàng thân Norodom Sihanouk của Campuchia đã mời ngài Pre Sokon Pang, còn gọi là Mahapang, một vị tỳ kheo người Khmer đã được giáo dục theo truyền thống Dhammayuttika Nikaya, sang thiết lập một chi nhánh của giáo phái này ở tại Campuchia. Có nghĩa là ai? Có nghĩa vị này là đã từng ở Thái Lan, học theo truyền thống của Dhammayuttika ở tại Thái Lan, và ngài Norodom của Campuchia đã mời cái vị này sang thành lập một chi nhánh của giáo phái này ở tại Campuchia. Ngài Mahapan đã trở thành tăng vương đầu tiên của giáo phái Dhammayuttika tại vương quốc này. Ngài đã trú tại Wat Bo Tum, một ngôi chùa mới được nhà vua kiến lập đặc biệt cho các tỳ kheo phái Dhammayuttika. Ít nhất chúng ta biết điều này. Đó là ngay từ buổi ban đầu, khi giáo phái mà Dhammayuttika được thành lập trên đất nước Campuchia thì cũng là lập cược trên truyền thống của hoàng gia họ bảo hộ, phải không ạ? Đó. Cho nên họ sáng lập ra một ngôi chùa gọi là Wat Bo Tum để cho các vị tỳ kheo của phái này là cư trú tại đó. Tăng đoàn Campuchia hưởng đặc ân từ hoàng triều, nhưng đôi khi cũng bị tình nghi vì có mối quan hệ với nền quân chủ Thái. Tất nhiên là do vì sao? Do vì được truyền từ Thái Lan sang. Cho nên là mặc dầu là được cái gọi là hoàng triều của bên chỗ Campuchia họ bảo hộ, họ giúp đỡ, rồi thậm chí che chở, nhưng mà đôi khi họ tình nghi rằng mấy người này là người của Thái Lan, người của hoàng triều Thái Lan. Đó. Và giáo phái Dhammayuttika ở Campuchia đã chịu đựng rất nhiều dưới thời Khmer Rouge, trở thành mục tiêu chính vì có liên hệ với nhà vua và nước ngoài. Quý vị hiểu điều này rồi. Bởi vì bên Khmer Rouge họ dứt khoát là họ bài trừ những cái nhà phong kiến, phải không? Mà những người mà theo hoàng thân quốc thích là chết luôn. Cho nên cái giáo phái này, phần lớn những người trong giáo phái này, các vị tăng vương hay tầm gì các vị tu sĩ đều bị giết cả. Trong khoảng thời gian năm 1981 và 1991, phái Dhammayuttika đã kết hợp với phái Mahanikaya của Campuchia trong một hệ thống tăng già đoàn kết. Đó. Thì năm 1991, vua Norodom Sihanouk từ lưu đài trở về và bổ nhiệm vị tăng vương mới đầu tiên của Dhammayuttika trong 10 năm. Phái Dhammayuttika vẫn tiếp tục tồn tại Campuchia mặc dù số lượng tỳ kheo rất ít. Ít nhất chúng ta cũng biết một điều. Đó là cái quyền hạn và sự phát triển của Dhammayuttika ở tại Campuchia không mạnh bằng ở tại Thái Lan. Chính vì vậy cho nên cái sự xung đột giữa Dhammayuttika với Mahanikaya ở tại Campuchia hình như và hầu như không có. Đó. Tiếp theo là
Ở nơi đấy có thầy có giới thiệu cho quý vị và liệt kê cho quý vị một số những cái lịch đài các vị tăng vương của phái Dhammayuttika. Quý vị có thể là tham khảo phần này để xem coi thử là những cái vị này đã từng tồn tại như thế nào. Tỷ dụ như cái vị mà quý vị biết là cái vị mà vị số 8 hiện tại á là ngài Bukri nè. Đó, là vị này á là bắt đầu được làm tăng vương từ năm 1991 cho đến hiện tại. Tiếp theo chúng ta xem một thử phái Mahanikaya nó như thế nào. Nghĩa đen của phái này đó là một nhóm lớn, một tập hợp lớn. Đúng vậy, Maha là lớn, Nikaya là nhóm giáo phái. Là một trong hai giáo phái chính của Phật giáo Thái Lan ngày nay. Mahanikaya là giáo phái lớn nhất của Phật giáo Nguyên Thủy tại Thái Lan. Phái nhỏ khác hơn là Dhammayuttika Nikaya. Nhìn chung, phái Dhammayuttika Nikaya hành trì nghiêm khắc hơn phái Mahanikaya. Sau khi thành lập phái Dhammayuttika vào năm 1833, vài thập niên sau đó, tất cả các tăng sĩ không được thọ giới theo truyền thống của phái Dhammayuttika thì được xem như là một phần của phái Mahanikaya. Đây là vấn đề quý vị thấy đó. Tất nhiên là một số các vị tu sĩ mà không được thọ giới theo truyền thống chính thức, bởi vì có nhiều vị căng thẳng quá hoặc là nghiêm khắc quá, họ chịu nổi, hiểu không? Cho nên họ không chịu, họ không theo, họ cũng muốn trong thoải mái hoặc sau đó đây khả vậy. Vì vậy cho nên họ không thể nào mà theo cái truyền thống của Dhammayuttika. Mà họ không theo truyền thống Dhammayuttika thì bây giờ theo đâu? Cho nên quý vị thấy rằng là toàn bộ tất cả những cái vị mà không thuộc về Dhammayuttika thì họ lại đi theo cái phái gọi là Mahanikaya. Đó. Như vậy, hầu hết chư tăng tại Thái Lan đều thuộc về phái Mahanikaya và giáo phái này không thiết lập hình thức tu tập hay quan điểm đặc biệt nào. Đúng, đúng vậy. Tất nhiên là họ không có một hình thức tu tập đặc biệt nào, họ không có một quan điểm đặc biệt nào. Và trên thực tế tại Thái Lan có hàng trăm phái khác nhau rất ô hợp đã tập trung lại thành một phái Mahanikaya. Đó. Như vậy bây giờ chúng ta hiểu rồi đúng không thưa quý vị? Tất nhiên là trong cái giáo phái này trở thành một phái ô hợp, một cái phái lớn ô hợp và trong đó có rất là nhiều giáo phái nhỏ. Còn cái phái mà Dhammayuttika là một cái trường hợp rất đặc biệt. Tại Campuchia tình trạng tương tự cũng diễn ra như vậy. Phái Dhammayuttika Nikaya được du nhập từ Thái Lan vào năm 1855 và những tăng sĩ còn lại ngoài phái này đều được công nhận là thành viên của phái Mahanikaya mà tiếng Khmer gọi là Moha Nikay. Ngài tăng vương của phái Dhammayuttika Nikaya do Hoàng thân Nô Đôm tấn cử. Tại Thái Lan chỉ có một tăng vương được công nhận có quyền hành với cả hai phái Mahanikaya và Dhammayuttika. Trong mấy năm gần đây, một số tăng sĩ của phái Mahanikaya đã mở chiến dịch vận động lập ra vị tăng vương riêng cho phái của họ. Quý vị thấy đó. Thì đương nhiên là vì quyền lợi, vì cái này cái nọ, cho nên là những cái vị của bên phái Mahanikaya họ không đồng ý. Và tất nhiên là họ cũng muốn là chịu giữ quyền lãnh đạo của các vị của phái bên Dhammayuttika. Vì vậy cho nên họ luôn luôn là muốn vận động để lập ra vị tăng vương và muốn độc lập. Quý vị thấy đó. Ở nơi đây thầy cũng có liệt kê một số các cái vị mà tăng vương từ các cái đời cho đến hiện tại là ngài gọi là Non Nghét từ năm 2001 cho đến hiện tại. Đó là những phần mà nó liên quan đến cái hai giáo phái chính. Và quý vị thấy rằng là cho đến hiện tại bây giờ thì Phật giáo tồn tại và tồn tại dưới hình thức của hai giáo phái này. Ít nhất chúng ta cũng biết rõ rằng là hai giáo phái này vốn xuất phát từ Thái Lan. Và hai giáo phái này tồn tại ở trên đất nước của Campuchia. Tất nhiên không hình thức nó không có phong phú và không mạnh giống như là của Thái Lan. Nhưng ít nhất
cũng đã thực sự có hai giáo phái rõ ràng. À, tiếp theo xin đến cái phần mà cũng rất là thú vị, đó là phục hưng ngôn ngữ Khmer. Người Pháp đã góp phần cho ý nghĩa của chủ nghĩa dân tộc Khmer theo nhiều cách không định hướng trước. Sự khám phá và thám hiểm của người Pháp đã giúp bắt đầu tỉnh thức lại chủ nghĩa dân tộc Khmer, niềm tự hào và đặc tính dân tộc. Từ năm 1906 trở đi, trong vòng 50 năm sau, người Pháp đã bắt đầu khôi phục lại, nghiên cứu và làm sống lại những tàn tích và lịch sử Angkor. Đúng vậy thưa quý vị. Đây là một cái điều rất quan trọng, bởi vì quý vị thấy rằng là cái Angkor, cái văn minh Angkor đã bị lùi tàn và biến mất. Biến mất cả hàng chục thế kỷ, không phải một thời gian ngắn. Một điều rất là lạ là Angkor rực rỡ như vậy đó, thế đó mà biến mất dễ sợ vậy. Và rồi thì quý vị thấy rằng là dầu muốn dầu không đi nữa, cho dầu là người Pháp đến cai trị, cho dầu người Pháp đến để làm những cái việc của cái chế độ thực dân, nhưng ít nhất chúng ta cũng thấy được rằng là chính người Pháp họ đã khám phá ra Angkor và gì, và làm cho người Campuchia thức tỉnh, sống lại cái đặc tính dân tộc Khmer của họ thông qua cái nền văn hóa Angkor. Cho nên quý vị biết rằng là quý vị đến về đất nước Campuchia, thật sự ra thì quý vị hiểu rồi, Campuchia họ nghèo lắm, thật sự là vậy. Chúng ta đến phi trường Phnom Penh, nó phải nói rằng là rất đơn giản, rất là bình thường, và mình thấy tồi lắm đó. Nhưng mà rồi thì đương nhiên là đường xá, nhà cửa thì cũng là, ngay cả cái thủ đô Phnom Penh thấy ngon cũng thấy còn có vẻ nghèo, đại khái là vậy. Nhưng thưa quý vị, nếu quý vị đến Angkor và đến viếng thăm những cái thánh tích đó, thì kính thưa quý vị, phải kính cẩn, phải nghiêng mình trước cái sự hùng vĩ, trước cả một cái nền văn minh vĩ đại mà những loài không ngờ được. Nếu mà nhìn một người Campuchia như vậy và nhìn những cái kiến trúc như vậy, thì ai tưởng tượng được là những kiến trúc vĩ đại như vậy. Thì một khi mà người Pháp họ đã khám phá ra cái những cái công trình như vậy, thật sự ra người Campuchia họ sống thầm lặng, họ sống bình yên giữa những cái gì họ đã có. Nhưng mà một khi quý vị thấy là họ biết được ông bà tổ tiên của họ đã từng như vậy, đúng không? Thì có phải chăng đã làm thức tỉnh và làm sống dậy những cái gì mà ông bà tổ tiên đã để lại cho chính bản thân họ, mà vốn đã mất đi một khoảng thời gian khá lâu, mà lâu nay ai khám phá ra, dễ sợ vậy. Nó vốn đã bị vùi chôn lâu ở trong rừng sâu. Nếu quý vị đến thăm thì dù như là Angkor Wat hoặc Angkor Thom hoặc là cái đền Bayon, quý vị thấy đó, nhưng cái cây cổ thụ, cái rễ nó to cao đến nỗi mà quý vị ngẩng đầu lên chỉ thấy cái cây thôi, không thấy những cái bức tường thành của Angkor, phải không? Mà những cái rễ đó nó bám và nó chồm lên trên và ăn nuốt luôn cả cái bức tường luôn, phải không? Quý vị thấy đó. Thì thử hỏi rằng là thiên nhiên nó như thế nào. Đó là những cái thách đố đó, thách đố của thiên nhiên đó. Cũng vậy, cho nên là mình thấy rằng là bằng đi cả mấy trăm năm trường, mấy thế kỷ, đó đâu phải thế đó mà nguyên cả một cái công trình vĩ đại bị mất luôn. Đó, cả một cái lịch sử hào hùng vô cùng đó. Cho nên là quý vị thấy rằng là bây giờ đấy, khi chúng ta có nhân duyên học về Phật giáo Campuchia, chúng ta biết được những điều này, thì đương nhiên cái nhận định của những người mà viết sự, người ta cho rằng là chính người Pháp họ đã thực sự họ bắt đầu khôi phục lại và làm sống lại những tàn tích và lịch sử Angkor. Đây là một đóng góp rất lớn, quá lớn đối với người dân Campuchia, đối với Campuchia nói riêng, và tất nhiên đối với cái của thế giới nói chung. Nhờ vào sức mạnh của Pháp thì tỉnh Bát Tâm Ban của Khmer vốn bị Xiêm La chiếm đóng vào đầu thế kỷ đã được trao trả lại cho Campuchia.
Đấy cũng là một cái điều mà phải nói quý vị biết rằng là không dễ để có thể ấy được. Bởi vì là cái tỉnh Bát Tâm Bán này, nếu trong sử sách ngày xưa là của Campuchia, rồi thì bây giờ đây sau nhờ có sức mạnh của Pháp mà Bát Tâm Bán này được trả lại cho Campuchia. Đây là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của Phật giáo Campuchia và trong ý thế của chủ nghĩa dân tộc Khmer. Đền Angkor Wat là một chiếc nôi của văn minh Khmer. Vào năm 1907, nghi thức ăn mừng lớn được tổ chức khắp Campuchia, đánh dấu một sự hoàn trả của tỉnh Bát Tâm Bán. Người dân đã cảm ơn các thiên thần đã trả lại tỉnh lỵ này, và quan chức địa phương thì đến thủ đô Phnom Penh để kính lễ Đức Vua. Năm 1909, có một bản sao chuyện dịch tiếng Campuchia Tam Tàng Kinh Điển Linh Thiêng được chuyển đến tu viện trên nền Angkor Wat. Đây cũng là một vấn đề quan trọng. Cái bản chuyện dịch sang tiếng Campuchia toàn bộ Tam Tàng Kinh Điển đã được đưa đến năm 1909, quý vị thấy. Như vậy năm 1909, Campuchia đã có Tam Tàng Kinh Điển bằng ngôn ngữ của họ rồi đó. Việt Nam cho đến bây giờ chưa có. Quý vị nhớ giúp cho thầy điều này. Đó. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng là những cái đặc điểm như thế này, những cái điều như thế này, đây là những cái điều dấu ấn vô cùng quan trọng đối với cái lịch sử Phật giáo Campuchia. Và trong 60 năm, chư vị quân vương Campuchia đã viếng thăm nơi đây, bảo trợ cho các nghi thức tôn giáo tại đó. Đúng vậy, cả một cái nền văn minh và cả một cái quần thể di tích vô cùng nổi tiếng mà người ta phát hiện như vậy, thì rõ ràng rằng là con cháu đời sau này phải lo bảo tồn. Đương thời việc hiện đại hóa tại Campuchia vận hành rất chậm chạp. Quý vị để ý giúp cho điều này. Ngay cho đến bây giờ, cái việc hiện đại hóa tại Campuchia rất chậm chạp. Chúng ta có thể dùng một cái từ là gì? Campuchia là một cái đất nước chậm tiến, đúng không? Nhưng không phải là chậm tiến do cái chuyện gọi là người ta không chấp nhận cái gì. Đại khái quý vị biết rằng là người Campuchia đôi khi mà những nhà mà phương Tây thậm chí họ cho rằng là người Campuchia và đặc biệt nhất Phật giáo Campuchia bảo thủ, có nghĩa người ta muốn thủ cựu, muốn giữ lại những cái truyền thống gì đó cũ mà họ không muốn cái mới. À, vì vậy cho nên là cái việc hiện đại hóa tại Campuchia vận hành rất chậm chạp. Bởi vì sao? Vì chư tăng, hoàng gia và quan chức Cam Khmer, người dân đều kháng cự lại sự đổi thay ấy, quý vị thấy. Họ kháng cự, họ không muốn có sự đổi thay đó. Năm 1909, đây này, năm 1909 thì xe ô tô và máy đánh chữ được truyền đến Campuchia, giúp tăng nhanh truyền thông và vận chuyển. Dưới có mặt của người phương Tây, tăng già Campuchia đã tồn tại như là một lực lượng bảo thủ. Đó là sự đối lập ngấm ngầm với chủ nghĩa thực dân. Tăng đoàn cũng bắt tay vào chương trình hiện đại hóa trong nửa đầu thế kỷ 20, làm phát triển lối hiểu biết có lý trí hơn về giáo lý Phật giáo. Và phong trào cách tân của phái Dhammayuttika đã thúc đẩy tính chính thống, đổi mới và tiêu chuẩn hàng lâm cao hơn, dần dần chịu trách nhiệm về tầm quan trọng mới đối với kinh điển và nghiên cứu Pali. Có nghĩa là gì? Bắt đầu người ta hiện đại hóa hơn một chút, bắt đầu người ta tiếp xúc với văn minh hơn một chút. Để gì? Để đi vào nghiên cứu, để đi vào đi tìm hiểu những cái liên quan về văn pháp tiếng Pali vân vân này nọ. Quý vị thấy là bên Tích Lan, thậm chí bên Miền Điền, người ta đã sáng tác rất là nhiều sách vở nghiên cứu về văn phạm tiếng Pali đó. Mà tiếng Pali là gì? Là ngôn ngữ của ai?
ngôn ngữ của Phật giáo Nguyễn Thủy. Đó. Vậy đó mà quý vị thấy là từ lâu nay chúng ta học, chúng ta vẫn chưa thấy là ở tại Campuchia có những sáng tác liên quan đến cái ngôn ngữ hoặc là những cái văn pháp tiếng Pali, phải không? Chưa, chưa nghe nói. Nhưng mà ở Miến Điện và Tích Lan đã có nhiều rồi đó. Thì đó, đó là điều mà chúng ta thấy được rằng là gì? Là tất nhiên là cái văn minh đến với tại cái đất nước này nó rất chậm. Và đặc biệt nhất là chư Tăng hay là giáo hội của Phật giáo Campuchia, họ đang từ từ đón nhận, chứng phải là họ vôn vạ đón nhận. Đó. Phong trào cách tân của phái Dhammayuttika đã thúc đẩy tính chính thống, đổi mới và tiêu chuẩn hàng lâm cao hơn. Những trường học tiếng Pali đầu tiên mở ra tại Angkor vào năm 1909 và tại chùa Hoàng Cung ở Phnom Penh vào năm 1915. Cả hai đã phát triển thành trường trung học Pali vào năm 1922. Kính thưa quý vị, có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta đã bắt đầu để ý đến ngôn ngữ Pali. Người ta đã bắt đầu nghiên cứu. Vì vậy, cho nên năm 1909 thì ít nhất là gì? Là đã có các trường học tiếng Pali đã mở ra. Rồi thì là đến năm 1922 thì đã có trường trung học Pali. Thì ít nhất chúng ta thấy rằng là vào đầu thế kỷ thứ 20. Đó. Vào đầu thế kỷ thứ 20. Khi đó mới có trường học tiếng Pali ngay trên đất nước này. Đó. Thì điều đó cũng nói lên một điều là tất nhiên họ vẫn quan tâm đến cái việc là nghiên cứu thánh địa Pali, nhưng mà vẫn nó còn chậm lắm. Và cái tiếp xúc đó vẫn đang từ từ, nó vẫn chưa có cái gì là vồn vã, chưa có cái gì là nhanh chóng cả. Đó. Cho nên đây là một vài cái điểm mà người ta muốn giới thiệu cho chúng ta biết rằng là Phật giáo đang từ từ được tồn tại và phát triển như thế nào trên đất nước Campuchia, đặc biệt nhất là trong thời hiện tại. Vâng, thì kính thưa quý vị, hôm nay xin được phép dừng ngang đây và kính chúc tất cả quý vị một đêm an lành, vạn sự các tự như ý. Nam mô A Di Đà Phật.